Sau một năm lao đao vì xì căng đan, IG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ Blackpink và nhóm em trai, nhưng hóa ra còn có công của một người nữa. IG Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu pop, cùng SM và Zip tạo nên thế kiềng ba chân, Big Ba thống trị làng giải trí xứ Hàn. Thế nhưng công ty này bắt đầu lao đao và xuống dốc sau hàng loạt xì căng đan của Seung Ri, cựu thành viên BIG BANG, và Jang Hyun-suk, kết quả là cựu chủ tịch Jang và em trai phải từ chức. Cổ phiếu của IG liên tục sụt giảm. Cứ tưởng sóng gió sẽ làm IG ngã ngựa, tuy nhiên tín hiệu tích cực đã dần đến với công ty, và họ hoàn toàn có cơ hội trở lại ngày tháng hoàng kim. Điều này là nhờ các nghệ sĩ tài năng và người lãnh đạo mới của IG, người có phong cách quản lý khác hẳn với Bồ Giang. IG có thể trở về thời đỉnh cao là nhờ CEO mới. Vị trí CEO của IG vốn do Jang Min-suk em trai cựu chủ tịch Jang đảm nhiệm. Sau khi ông từ chức, Hoàng Bo-kyung đã trở thành CEO mới của công ty. Bà định hướng công ty tập trung vào nguồn gốc cốt lõi của mình là các nghệ sĩ. Nếu Jang Hyun-suk nổi tiếng vì liên tục trì hoãn lịch comeback của gà nhà, cầm chân họ trong hòm châu báu thì Hoàng Bo-kyung lại có cách điều hành khác biệt. CEO mới của IG chỉ đạo công ty hỗ trợ nghệ sĩ comeback và đưa âm nhạc của họ tới người hâm mộ. Hoàng Bo-kyung được cho là có cách quản lý khác hẳn Jang Hyun-suk. Tuy nhiên, phương pháp quản lý tốt không phải là yếu tố duy nhất làm nên sự thành công của một công ty, mà họ còn cần tới đội ngũ nghệ sĩ tài năng. Và Blackpink và Cheer được dự đoán sẽ giúp IG đạt lợi nhuận cao trong năm 2020 nhờ kế hoạch quảng bá của họ. Cách đây không lâu, IG thông báo Blackpink sẽ có 3 lần tái xuất trong năm nay. Cả nhóm sẽ comeback lần đầu qua single How You Like That vào ngày 26 tháng 6. Sau ca khúc mở đường, các cô gái tung single tiếp theo trong tháng 7 hoặc 8, và chính thức phát hành full album đầu tay vào tháng 9. Ngoài ra, kế hoạch solo của Raw sẽ diễn ra sau ngày album của nhóm ra lò. IG hứa Blackpink sẽ trở lại 3 lần trong năm 2020. Teaser MV How You Like That Blackpink. Về phần Cheer, sau nhiều lần trì hoãn, boy group em trai của Blackpink sẽ chính thức debut vào tháng 7 tới. Trước thềm ra mắt, Cheer đã tung nhiều nội dung quảng bá để đưa hình ảnh nhóm tới gần hơn với công chúng. Cheer được coi là tân binh khủng long của năm 2020. Về tiềm năng thành công của Cheer, nhà nghiên cứu đầu tư Lee Ki-ho nhận định, Cheer chưa debut nhưng họ đã có tới hơn 1,13 triệu người theo dõi, chứng tỏ nhóm có fan dòng cốt lõi rất vững chắc. Cheer, Dan Performance Video Adola AP Zoki Y for the Night. Blackpink đã chứng tỏ sức hút của girl group hàng đầu khi được Lady Gaga ngỏ lời hợp tác và gây bão với ca khúc chung. Loạt teaser comeback của nhóm cũng là chủ đề hot trong cộng đồng mạng, giúp các cô gái tạo thêm kỷ lục view trước thềm comeback, qua đó hứa hẹn ca khúc mới tiếp tục là bản hit thành công. Về phần Cheer, dù chưa chính thức debut nhưng nhóm đang tích cực quảng bá hình ảnh, các sản phẩm dọn đường nhận được sự phản ứng tích cực của công chúng. Hoạt động năng nổ của Blackpink và Cheer cho thấy họ chính là nghệ sĩ chủ lực, gà đẻ trứng vàng của IG trong tương lai. Blackpink và Cheer được cho là gà đẻ trứng vàng, giúp IG thu được lợi nhuận cao và trở lại thời hoàng kim. Nguồn tham khảo: Kilobyte. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.